Vô về, vô về. Rồi sao còn xuống lên kỹ kỹ đó anh chị? Hả? Gì vậy vậy? Nha. Rồi giữ thằng nha. Xương này xương gì vậy ông trai? Xương người. Ghê không? Thiệt không? Nè, trong đây nè, chú vô đây coi. Đâu không đâu? Mà. Ông nói thiệt nói chơi vậy? Thiệt. Có gạt tôi không? Không. Sao mà con biết? Tại vì con ở này lâu rồi mà. Nhà con ở đâu? Ở đằng đó đó. Ồ, tôi thấy ông không phải là ở đây rồi đó nha. Phải ở đây không? Mà chỗ nào á? Chú đâu biết đâu rồi con lại. Rồi con ở đây vậy? Gì vậy? Sao mà con biết hay vậy? Đây này gì cái gì tại? Tại tại. Nhìn đóng đầu ghê vậy. Đóng này đóng gì vậy? Cái này ai đây. Cái này gì vậy con trai? Nhìn ghê quá vậy. Nè. Cái đó là gì cái này? Giống quần áo người ta mặc chứ nào vẽ gì? Vô xì tùm lum lưa cho nè. Gì tao bảo ăn ở nhà này bảo ăn lắm chứ con. Đâu chưa? Em thấy cái nhà này tao bảo ăn lâu rồi đó. Đúng rồi, cái kiểu nó xuống cấp rất là nhiều đúng không? Nhìn ở trên mình nhìn cái gông nghiêu là mình thấy rồi đó. Đúng rồi. Chỗ này nè, tôi chỉ cho chú chỗ cây cổ thụ. Là chỗ đó mà linh lắm. Ma nhiều hả? Ở đâu? Dạ. Ghê vậy không? Cái này bị người ta bướng rồi. Bướng rồi hả? Bị yếm hay gì? Ở đây, đây. Là bị yếm hay sao con trai? Cây me hả? Cây me bự lắm, cây me cổ thụ. Nhưng mà chú có thấy cái gì đâu mà cây me ở đây? Chỗ này nè, cái hố này còn nè. Còn có me không? Không. Chú biết là cái hố rồi nhưng mà thấy đất có lỗ, cây đâu có cây gì ở đây đâu mà con nói cây ở đây. Ủa? Tại vì chú không thấy, còn thấy. Sao chú thấy được? Nè chú hỏi thiệt nè, con có nói gạt chú không mà sao không. Con nói có cây me khổng lồ đây? Có cây me cổ thụ. Là cây me nó có là có nó bị đốn phá hay là làm sao? Ta bứng lên hả? Dạ. Là cây me đó có cái gì ở đó không mà sao mà thằng người ta bứng lên vậy? Linh lắm. Linh hả? Là có ma hay là dạ. Như thế nào con? Ma ở trên cây. Gì ghê vậy không? Dắt chú bóng rồi chú đừng chú đi là làm cái giò á. Gì ghê vậy? Dắt chưa hả? Dạ. Ông có xạo với tôi không nghe? Thiệt. Là con thấy hồi nào? Con thấy lúc đó con thấy luôn. Thấy là lúc nào á? Lúc đó con 6 tuổi hả? Rồi này, năm nay con nhiêu tuổi rồi? 9. Con tên gì? Minh Nhật hả? Tại chỗ này nè. Ê, chú thấy ở đây có nhiều cái gò là nó đó là gì vậy Nhật? Cát. Cát hả? Đi ra đó rồi được không con? Được. Ê, mà, đi qua phía bên đây nè, nó dễ hơn đừng đi đó cỏ không à. Ví cái nhà xem khám phá cái nhà. Ê, cái đó giống mấy cái mộ vậy Tài ơi. Đúng. Đó, u lên đó. Phải không? Giống mộ vậy à. Nè. Gì con? Cái miễu luôn hả? Cái miễu không khóa. Trời ơi, cái miễu hả? Cái miễu này luôn. Cái miễu thờ chứ cây me rồi đó hả con? Thờ chỗ cây me. Rồi người ta đập phá luôn hay gì? Phá luôn. Đi sao mà người dám đập miếu vậy? Dạ, tại vì cô bé á. Cô bé làm hả? Cô bé nhớ còn gốc me nữa. Me hả? Me khổng lồ lắm hả con? Dạ, khổ lắm. Rồi, vậy là đối diện với cái căn biệt thự ở bên đó luôn ha. Chú, chắc chú không thấy đâu. Cái gì mà trên cái cha là... con đó. Cha làm gì đó. Lấy nước hút lốt. Gì hả? À. Đó cha con đó. Rồi nó nghe nè, cổ nhà đó mình vô được không? Người ta la không? Không. Sao con biết không la? Không, con vô. Con vô không la, chú vô bị la rồi sao? Hả? Đây thì có đâu có la đâu. Người ta cái gì? Bứng cái gì con trai? Có người á. Cái gì ghê vậy không? Thiệt không nha. Thì ông ta. Nè nè. Sao mà khó tin gì à? Sao mà ở đây đập bên chỉnh. Ủa cái nhà nguyên cái nhà sao mà đập khúc giữa ta? Biết rồi nhưng mà tại sao lý sao đập khúc nhà giữa con trai? Còn á người ta bộ xương á người ta hay biết rồi con lại không coi nữa là người ta thấy luôn. Rồi này con nói chú nghe là sao mà người ta đập cái nhà gì? Ta con xương người. Sao mà phát hiện được á? Sao phát hiện được cái giữa nhà giống vậy? Người ta biết tiếng giữa. Tại vì chỗ cái hố đó con nhớ mà con lắp lại. Là lúc con thấy bộ xương là con không dám đi ra luôn. Con đi vô ra vô nhà là không thấy luôn. Thấy bộ xương luôn. Làm chiến giữa trong cái căn nhà.
chú hiểu rồi, nhưng mà cái lúc tại sao mà cái chủ nhà này người ta biết ở đó là có bộ xương mà người ta đào cái lỗ đó? Ở thì đồng ý, nhưng mà tại sao người ta biết được có cái mồ ở đó? Người ta là ở chỗ đó không chú, bạn em là trên lúc nhà đó, là chú thấy trên lúc nhà không? Lăn bằng đêm như người lăn vậy đó. Rồi lăn là sao má? Chú nói lăng. Cái gì ghê vậy ông? Má nó nằm trên lúc nhà, nó lăn lăn giống như cái phù phi luôn á. Thấy không? Thiệt. Trên đó. Sao mà tôi đáng nghi vậy bạn quá. Lăn lúc nhà nè con. Lăn trên lúc nhà luôn. Mà nó nói chuyện ngấn các bạn. Không mà cái nhà này thật sự là cái nơi này rất là hoang vu nha. Ở đây nó có cái gì đó nó đủ thứ chân. Cái cảm giác như này mình đứng lên là nó rất là lạnh lạnh luôn đúng không? Lạnh. Con bước vô đây con cảm giác hay nó sao? Lạnh cái giò. Lạnh cái giò. Chú ơi cho chú nổi ốc luôn đó. Đó, nè. Đây, cái hố đường vị trí đó này. Ê. Trong đây đây. Ê, ai đào này ra vậy? Bữa rồi, công an đào. Rồi sao người ta biết người ta đào đây con trai? Con chỉ. Con chỉ là sao? Mà trong nhà người ta sao con biết được? Con biết, con vô đây con lắp mà đúng. Ê! Mà. Gì vậy? Đây con lắp cái hố lại mà. Sao nói là không hiểu luôn ta. Ừ. Tự nhiên cái nhà của người ta mà con vô lắp cái hố là sao? Lắp cái hố nó nằm chứa giữa trong nhà. Mà nhưng mà cái này chú thấy là đổ bê tông lên cái nền nhà của người ta rồi sao mà cái đây nó có cái hố ở trong nhà là cái hố. Người ta đào lên đấy cát. Không hiểu không ta. Không hiểu sâu đó. Ê cả hai nghe cậu dừng lọn dưới rồi. Sâu lắm. Ủa cái này nó có gì ghê em ta. Sâu lắm. Cái đó là cái gì dưới ta. Cái hố cái hang gì bên kia nữa. Đâu. Ê dưới này mình thấy mấy cái miếng sành cái gì nhiều quá đâu ơi. Nè. Chỗ này nó nứt ra nó muốn thủng xuống luôn nè. Cái gì miếng sành vậy đó. Nhớ lúc đó có đầu đồ giống như đã giống như cái sọ đầu đó. Ở đâu? Sọ đầu ở đâu? Ở trong chỗ cái kẹt cái lỗ. Kẹt nào? Là ở đây người ta đào lên được những cái bộ hài cốt á hả? Dạ. Khoảng bao nhiêu bộ hài cốt con có biết không? Hai bộ hả? Ê bên kia mình thấy cái gì tím vàng vàng hồng hồng kìa. Nó cái đó nè, để coi này. Cái máy giáp đó. Đúng rồi, cái này nè chỗ này nè. Với một cái màu xanh nha. Ừ. Ê cái này cái gì á? Cái này cái gì á? Cái giò đó. Cái gì á? Đúng rồi. Gì là nó gì? Gì là cái giò không? Kho báu gì? Cái gì nè, nó lòi ra kho báu rồi nè. Cái gì nhẹ quá à? Ừ, phải không? Dài gì đó. Y phải không ta? Thế? Cái gì kia? Đúng rồi, cái đó tím tím đó, màu tím tím đúng không? Ở đâu vậy? Đó, vị trí đó kìa. Dùm lại mấy. Chưa thấy. Nè, vị trí này nè. Nó chỗ đó chứ. Nè, đây nè. À, chỗ này nè, tím tím này chưa? Đi đâu có ngang đâu vậy? Vậy dám đi ngang không? Sao vậy? Không ai dám đi ngang đây hết hả? Đi mà sẽ còn bị hù mà. Hù sao con trai? Cứu mà hang tao. Cái con không thấy ai hết. Cái gì? Nói sao? Nó cứu mạng tôi. Cái con lại con không thấy ai. Cứu mạng tôi hả? Dạ. Điều tiến ra thử. Bên đó mình thấy những cái bát hương gì đang cúng kiến gì đây nè. Cứu mạng tôi. Ồ. Dạ. Đang cúng kiến những cái bát có bát hương nè. Mấy đứa nãy giờ có đi vô đây không mà cái cọng dây này nó lắc hoài luôn không? Không. Ở đây có bát hương nè kìa, ba cái bát hương nè. Đó. Đó. Ba cái là cúng cái gì vậy? Không có hai cái. Rồi đó cúng cái gì ta con trai? Cúng cho linh hồn người ta đi. Trời ơi ghê. Ấn nhà ông nói chuyện xong mà tôi thấy tôi giỏi ông rồi đó nha. Thì đó con biết ở chỗ này. Nhưng mà ông có gạt cái mấy anh em tôi không ha? Mà sao con biết chỗ này? Ở đây mình phát hiện ra những cái đất gì ở đây ở dưới ngôi mộ bốc lên hay là cái gì ở đây? Chị không tin con phải không? Đi ra đây con cho chị coi thấy cái xương. Cái xương hả? Dạ. Cái. Ê đây mình thấy. Ê dạ, ghê quá vậy. Ê đi vô, đi đâu vậy? Chú con chỉ cho chú. Mình đi qua đó nó gớm dưới bây giờ. Chắc không nè. Ở dưới nó cái hố nó quá tàn luôn kìa. Vậy là cái bộ hàng cốt dưới luôn. Nhiều không? Nằm dưới giữa. Hai bộ. Bộ bự không hay là bộ nhỏ? Bự. Bự phải mới lớn quá vậy? Bự lớn. Bự bị lớn, cái xương bự bị lớn à. Bự như nè. Gì? Bự như nè. Sao? Bự như nè. Gì ghê không? Cốt bự gì vậy? Người khổng lồ hả vậy? Dạ. Người khổng lồ hả? Dạ. Cái gì? Bằng đêm ghê lắm. Ghê là ghê làm sao mới được con, nó cứ nói ghê hoài sao chú không hiểu được ghê. Ê sao kỳ ta, ngôi nhà người ta bố hoang sao có đèn kìa kỳ. Bắt đèn sáng luôn kìa. Hay là có người ở cái trong gì con? Ở mà người ta cũng đâu có làm gì đâu. Làm gì đâu làm sao?
Làm gì đâu, làm sao con trai? Người ta đâu có la ai đâu. Người ta con chỉ vô mấy người đây hả? Rồi chú quay gì người ta la là sao? Không. Thật không? Rồi lỡ rồi chú bị la rồi sao? Con quen mà. Ở đây con quen mà. Đâu có ai la đâu. Chú vô được. Mã này nhà của con hả chị? Không. Quen. Mày mới xâm vô được. Nhà này mình đứng đây thôi sao chứ không được trong. Sao mình đi vô vào trong được con trai? Có ai con biết không? Bà Sứ Tâm. Con nói cứ giống như là con nó từng ở đây. Ấm như là. Bà con với con không? Quen. Quen hả? Ừ, đi ra phía sau thôi. Ừ, đi vòng vòng mà thôi. Đi ra phía sau thôi. Chùa. Chùa gì? Chùa ngoài sâu hả? Cái chùa. Ở đây những cái đất đá gì ở đây luôn, cái nhà ở đây hay vô con trai? Không phải. Cái gì? Cái bên đây này chú. Cái này là nè. Nè. Cầu bên trong này là từ bên đó bước qua đây. À, là mấy móc từ bên kia dạ, qua bên đây nè, ha. Nè, biết còn nè. À, vậy là bỏ qua một bên để mà móc lên hả? Đó. Nhưng mà chú thắc mắc một điều này nè, tại sao mà cái chủ nhà này người ta móc một cái ở giữa nhà như vậy? Nếu mà nhà ở mà sao móc vậy được? Lấy cát. Cát người ta lấp bên cái hố bên kia. Ý da. Gì vậy? Nguyễn có đậu. Ngủ kiến luôn. Ngủ kiến gì vậy? À, khi mà người ta đào bới, người ta có nghe cái điều gì không mà tự nhiên ta đào bới ra. Ta biết từ đây có nghe, rồi người ta coi, người ta nhìn lỡ là người ta thấy bộ hài cốt. Người ta có nằm mơ gì không? Sao mà tự nhiên biết cái ở dưới lòng đất mà có bộ hài cốt? Mơ luôn rồi. Nằm mơ làm sao? Nói là ở dưới đây sao có bộ hài cốt được. Cái nhìn lại là người ta nhìn thấy. Người ta đào lên hả? Là người ta báo mộng hay là như thế nào con trai? Người ta báo mộng là người ta gặp thiệt. Có nghĩa là mình nghe những lời bé nói thì mình biết là chủ nhà này được báo mộng. Ừ. Và người ta quyết định đào lên. Người ta và đào lên thì phát hiện ra xương. Còn không dám nói luôn nữa đó. Sao? Ở đây nè ha. Ở đây mà người ta không nói ai luôn đó. Không nói ai luôn hả? Ta gặp luôn. Gặp mà. Bị báo mộng là ở dưới nền mộ có xương người. Là gặp cái người ở dưới mộ đúng không? Kêu đúng không? Kêu. Rồi cái chủ nhà mới quyết định là đào lên luôn. Dạ. Rồi mới thấy thật sự là như vậy. Thấy lên luôn. Thấy luôn. Linh như vậy là rất là linh rồi ha. Ồ, là cái cô, cái bà Sáu đó rất là thấy được cái người ở dưới từ cái lòng đất trong ngôi nhà của mình là kêu báo mộng để bốc mộ lên. Để mà thấy được rồi những bộ xương đó đem đâu rồi? Công an lấy. À, rồi. Là ở đây linh lắm. Ủa, chú nghe kể gì bộ xương đó của một cái công chúa gì mấy ngàn năm gì đó hả con trai? Phải không? Đúng rồi. Là sao con kể chú nghe ơi? Là ở chỗ này nè. Rồi á, là chỗ đó đó chú. Rồi sao mà... Mùa đội bắn chết. Con nói là con sợ dữ vậy hả? Dạ. Ở trong mình con thấy sao rồi? Lạnh. Con lạnh à? Cái kiến kìa cháu. Cái này nó... Bé nó nói chuyện thì rất là nghi ngờ vậy phần này. Tại vì cái lý do em nói từ cái bộ hài cốt mấy ngàn năm mà bị bộ đội gì đó sao mà có được cái thời đó. Cái thời đó thì không bao giờ mà có bộ đội. Đó là thời giống như những cái thời kỳ đồ đá. Thật sự nếu mấy ngàn năm trước thì kỳ đồ đá chứ. Đúng không cô chú anh chị? Thì mình thấy cái điều đó thì nó hơi bị nghịch với nhau, nó bị đối lập với nhau. Thật sự đi tới đây thì mình có cái cảm giác rất lớn. Thì kỳ lạ một cái điều là cái ngôi nhà này, cái lý do tại sao mà cái chủ nhà lại đập ra một cái kiểu giống như vậy để mà đào lên một cái lỗ đây. Thì đây một cái là một cái điều bí ẩn ở trong cái ngôi nhà, nhiều khi gặp là cái hiện tượng tâm linh là cái một có cái người ở dưới cái ở trong cái nền nhà. Họ báo mộng rất là nhiều lần và kêu bốc mộ lên, thật sự theo cái lời nói của cái người từ cái vị trí cái mộ này kêu cái người chủ nhà này để mà bốc lên. Mình mới biết được theo cái sự tâm linh hoặc cái gì đó, theo cái vô vi mấy kiểu đó mà miễn bà con của mình mới mạnh dạn đào lên cái hố như vậy. Chứ cô chú anh chị nghĩ cái nhà ở như thế này ai đâu mà móc giữa nhà như gì để làm một cái điều gì đó, đúng không? Nếu mà mình nói theo một cái cách đất bình thường thôi, kêu móc lên cũng người ta cũng rất là làm biếng, người ta lùi, người ta không chịu đâu. Ta không có tin vào việc đó đâu. Thật sự trong cái căn nhà này, tại nhiều khi cái chủ nhà này họ cảm thấy nhận được cái người ở dưới đây kêu họ báo mộng rất rất là nhiều lần và cho họ thấy được và cho cái chủ nhà này thấy được những cái điều tâm linh huyền bí xảy ra thực tế là có thật như vậy, nên cái người chủ nhà này mạnh dạn đào bới lên như vậy. Rất là to, tính cái hố này tầm 4-5 mét gì đó, sâu lắm à. Thật sự mình nhìn xuống cái phần ở dưới này nha, là mình thấy có một cái tầng đất ở dưới đó đó, rồi
tượng đặt ở trên, nó tới mấy cái tường đất, đúng không? Ở dưới đất là bóng chứng tỏ là rất là nhiều năm. Và cái tường ở trên có một cái lớp phù sa hay cái gì đó, một cái nền tảng đất đá nó gì nó nằm ở trên một cái lớp nữa. Qua bao cái thời kỳ mà đất nó chồng chồng những phù sa gì đó, nhưng mà thật sự mình nhìn ở đây thấy là những cái chén đĩa vậy nè, nó rất là nhiều, miễn rồi cái gì đó nó đủ thứ trên ở đây, là chứng rõ nơi này là một cái nơi tàn tích của những cái chế độ ngày xưa của cái thời mà Vương quốc đồ đá hoặc là cái gì đó di sản ốc eo gì đó, nó tự tự giống vậy. Mình có thể là mình đoán như vậy thôi ha, chứ mình không biết có sự là gì không, thì nếu mà có những gì đó sai sót thì mong cô chú anh chị đóng góp về những cái bình luận gì đó cho Kỳ biết thêm và mở mang được kiến thức nhiều chuyện mà mình Kỳ chưa có được hiểu á. Đây mình thấy ở đây có một cái bộ đồ hay gì nè, và cái đó cái gì không biết, nói chung thì nó lạ cái điều này cô chú. Nói chung nghiêng về một cái thế giới tâm linh đó, là nhiều điều không có thể mà lý giải được những cái hiện tượng này. Mình cũng nghe rất là nhiều cái tình trạng này, là nhiều người âm báo mộng về để mà kêu lấy cái hài cốt của họ lên để mà tìm một nơi khác. Nhưng ở dưới này thì họ không thể nào ở được, lý do vì họ nằm ở dưới đây rồi người ta đứng lên đi xuống trên người ta về cái thế giới tâm linh thì người ta không có chịu, nên người ta phải bắt buộc báo mộng cho những cái người đang hiện hữu và sống trên cái mảnh đất. Họ kêu và họ kiểu như là gì về điều khác để cho họ được yên nghỉ một cái thảnh thơi, hoặc là không có bị đụng chạm va chạm vào những cái hiện tượng tâm linh gì đó ở dưới cái lòng đất của mình. Rất là nhiều tình trạng đó ở Việt Nam mình xảy ra nha, Kỳ thấy là rất là nhiều cái câu chuyện mà nói về cái thế giới tâm linh thì nó rất là huyền bí, và nhiều điều nó có thể là rất là khủng khiếp, về những chuyện bị vong nhập, vì ma nhập, quỷ nhập cái gì đó rồi đang thịt sống, rồi có thể là từ một cái người không có biết cái gì gọi là kiến thức, biết chữ, biết gì hết, nhưng mà họ đùng một cái họ thành một cái người nói đạo, nói pháp rất là hay, rất là nhiều chuyện mà không thể lý giải được cái chuyện đó. Cũng như nhiều cái chuyện là thằng đồng gì đó, họ từ một đứa trẻ là mới sanh ra và lọt lòng được 1-2 tuổi vì đó, họ có thể là đọc được tiếng Anh và nói được nhiều cái ngôn ngữ trên thế giới, nhiều các thứ luôn. Rất là nhiều cái câu chuyện mà như vậy xảy ra mình không thể lý giải. Vì đặc biệt cái ngôi nhà này thì mình nghĩ cá nhân nha, là có một cái điều hiện tượng tâm linh xảy ra ở đây, nên có cái hiện trạng là bốc đập móc khóa kiểu này, hoặc là những cái gì đó gọi là di sản văn hóa gì đó thế giới, những cái gì đó gọi là những cái quyền lợi gì đó, nói chung là ở dưới đây thì một là bí ẩn, gọi là một cái điều bí ẩn gì đó. Nhưng mà theo nhóc ở đây chia sẻ là ở đây có cái những cái bộ hài cốt, thật sự là khi bốc lên người ta, bà con ở đây người ta hiếu kỳ, người ta lại xem á, rồi người ta thấy được những cái điều đó. Và những cái điều đó xảy ra, mình sẽ di chuyển ra chỗ khác thôi chú. Hiện trạng ở đây là mình thấy cái tường nè, họ đập phá ra một phần giữa nhà rất là rộng luôn, để mà móc cái tiến độ móc gì lên không biết. Cái này cũng là một cái điều bí ẩn nha. Thì mình chắc video này á, mình chỉ cập nhật đại khái những cái chuyện như vậy thôi, để cho cô chú anh chị thấy được cái sự tâm linh, những cái chuyện mà lạ ở Việt Nam mình xảy ra không có lời lý giải. Nhiều cái chuyện đó, rất là nhiều chuyện mà không thể mình biết được luôn. Nhưng mà rất là hy hữu về chuyện này, nếu mà cô chú anh chị nghĩ theo một cách nó về cái mặt tâm linh gì đó thì sẽ rất là lạ, đúng không? Tại vì lý do lạ ở chỗ là tại sao một cái căn nhà người ta đang ở mà kiểu đập phá một cái kiểu rất là lạ lùng kiểu đó, có cái chuyện gì đó nên họ mới bóc lên cái kiểu đó thôi, chứ đừng không kiểu bình thường thì ai đâu mà bóc nhà bóc cửa lên mà kiểu như lạ lùng như vậy, đúng không cô chú anh chị? Thì giống như cái căn nhà này nè, họ ngày xưa xảy ra một cái biến cố vì cái thời pháp thuộc gì đó, họ phải bị đập phá gì đó, họ phải di tản đi một cách giống vậy đó. Mình thấy những cái điều nó vẫn còn nguyên hiện trạng nha, nhưng mà đặc biệt thì cái nhà mình vừa quay ghi hình đó cho cô chú anh chị thấy nè, là có một cái điều bí ẩn từ bên trong cái ngôi nhà này, rất là nhiều điều luôn, mình không có nói là ít nữa. Ngôi nhà mình nhìn sao ngoài trước các xây rất là kiên cố, bên trong thì cái kiểu phần sau thì dở nát cả hết,
khi mình đi ngang mình thấy cái điều đó rất là lạ lùng, nên mình quyết định hỏi thăm những cái người dân, những đứa trẻ ở đây coi nó có biết cái gì đó ở về cái thông tin ở ngay cái khu vực này, để mình biết thêm những cái chuyện lạ của Việt Nam á, những cái điều gì đó về những ngôi nhà khó ở và những cái chuyện gọi là nó rất là nhiều về cái điều mà không thể giải thích được. Nói chung là cái xã hội mình đang phát triển về văn minh, nhưng mà những cái chuyện tâm linh cũng đi kèm theo cái năm tháng từ thời xa xưa của ông bà kể giai thoại về những câu chuyện ma, rồi những cái câu chuyện ly kỳ về vấn hô mây, rồi nhiều điều ma mị, rồi thêm cái điều đó là ngôi nhà của chú Quả ở Sài Gòn thì nó có một cái câu chuyện giai thoại là có hồn ma trong đó trong giữa nhà, thì khiến cho tất cả mọi người ai vào thì không có ở được, đều bị đuổi đi hết. Rất là nhiều cái giai thoại về những căn nhà mà những cái biệt thự cắt linh rất là sang trọng nhưng mà không thể nào vào ở được. Không thể nào vào ở được, lý do là có những cái hiện tượng tâm linh không có cho họ đặt chân vào và ở được bất cứ cái bằng hình thức nào. Các thầy cúng, thầy bùa, rồi những cái người cao tới án lại cũng đều chào thua bó tay hết. Thì cô chú anh chị thấy được cái câu chuyện cái căn nhà của chú Quả là cô chú anh chị thấy được rồi đúng không? Nghe rất là nhiều rồi, cái thoại những cái báo chí đưa lên rất là nhiều, cái dinh thự của vua Bảo Đại bỏ đó rồi, nhiều câu chuyện ly kỳ ở ngôi nhà đó gắn liền với đó, và nhiều chuyện nó xoay quanh vòng rất là nhiều. Thì cái này cũng ngôi nhà này là một cái ẩn số nữa cô chú ạ. Thì cái chỗ cái vị trí mà tấm lượng năng lượng mặt trời á, mình thấy á là cái căn nhà này thường xuyên lúc trước là những cái bà con á đi ngang đây thấy những cái hiện tượng gì đó ở trong này, có những cái gì đó bên trong, rồi vào những cái đêm trăng thanh gì đó là bà con của mình đi làm dắt buổi tối về á là thấy được những cái, nghe được những cái cô gái ở đây khóc lóc than thở về cái mảnh đời của mình và những cái chuyện gọi là về bản thân, than trời trách phận về cái tuổi của mình, rồi với cái tình yêu gian dở gì đó, nó nghe khóc thầm và nghe những cái tiếng la hét từ bên trong ngôi nhà này. Nhiều cái điều rất là nhiều ở trong đây, mình có nghe được cái tiếng gì đều phát ra từ bên trong. Thì cái chỗ mà cái đèn năng lượng mà bật lên á, có một câu chuyện nha, có một cái sư thầy và nhiều lúc đó là bà con mình thấy rất là nhiều cái hiện tượng xảy ra ở đây, và cái sư thầy đó đi ngang cũng thấy được một cái điều đó, nên ngài quyết định bắt một cái đèn năng lượng ngang lúc này, lúc trước ở đây rất là tối nha, chứ không phải như bây giờ. Họ thấy được cái gì đó như sư thầy đã gây, thấy rồi bắt cái đèn lên để cho bà con chắn ngang lại để mà đỡ sợ về cái những cái hiện tượng tâm linh xảy ra. Thì theo cái xã hội văn minh tiến bộ thì có một số người thì nói là chữ gạt người ta thôi, không có những cái hiện tượng nó xảy ra đâu, các bạn làm những cái clip này để mang một cái thích giải trí gì đó, mình thì mình thích đi quay những cái cảnh thực tế như thế này, mình thì không thấy, nhưng mà mình biết là một trong số những cô chú anh chị xem những video clip của Kỳ và thấy được những cái hiện tượng tâm linh mà mình đã quay được. Mình quay được những thước phim gì đại khái thấy cái gì đó bên trong. Nếu cô chú anh chị thấy được, một số trong cô chú anh chị thấy được những cái điều tâm linh thì hãy cho mình có bình luận để mình được mở mang kiến thức và những cái chuyện mà mình những cái video clip mà mình đang quay như thế này, để mình được mở mang kiến thức về cái thế giới tâm linh có thật sự như là như vậy không. Thì khi mình mở cửa ra thì mình không có thấy được những cái gì đó, giống như cái kiểu mà mình đi quay video clip á, mình chỉ quay đại khái khám phá vậy thôi. Còn cái chuyện đường tâm linh thì mình không có biết được, lý do là mình không có đôi mắt tâm linh hay gì đó, bất được may mắn như tất cả mọi người. Một số cô chú anh chị là thấy được người âm hiện hữu và nói chuyện với họ luôn, ngay cả như vậy. Thì ở đây mình thấy sớm này là rất là nhiều ngôi nhà bỏ hoang phế như kiểu này, để mà đi xa làm hay là nhiều cái chuyện khó ở gì đó, nhiều cái căn nhà ở đây phải đập phá bỏ hoang, căn nhà này cũng là căn nhà giống vậy, thì rất là nhiều. Thì phía bên đây hôm bữa mình có quay là ngày trước mình có quay cái bên cái căn biệt thự bỏ hoang này, căn biệt thự bỏ hoang của cái ông hội đồng bây giờ, ông xã Tiết, là một cái gia hội gắn liền rất là lớn ở cái vùng đất này.
Và bên đây có những cái nền nhà. Và mình được biết á, người dân chia sẻ là cái nơi này cũng là một cái nơi thành phố của cái Vương quốc cổ đại gì đó, có niên đại tới mấy ngàn năm gì đó. Là bên cái sở văn hóa họ cũng đang tìm hiểu về cái khu đất này. Nếu sau này mà họ có làm những cái khai quật gì đó thì mình sẽ cố gắng cập nhật những video này để cho chú anh chị thấy tận mắt được những video thực tế như thế này, để mình hiểu thêm về những cái nền văn hóa khoa học, những cái kiến trúc cổ, những cái gì đó thuộc về cái thế giới tâm linh, rồi những cái chuyện mà về cái, những cái đền đài xưa, những cái công trình và những cái gì đó của loài người có mấy ngàn năm. Thì cái em trai đó là thường xuyên xuất hiện trong cái ngôi nhà đó và đi lảng vảng như một người canh gác ở đó, làm những cái chuyện rất là lạ kỳ mà không phải lý giải gia đình đó. Thì cũng đưa em đi trị bệnh thầy bà gì đó rất là nhiều, nhưng mà không, em không gì hết. Em nói là nhà em đó, em cứ qua đó em ăn ngủ gì ở nhà, xong qua đó ngủ, rồi qua đó nói chuyện thì thầm với cái những người trong cái căn nhà này, và nói gì một cách rất là tự nhiên, giống như mà hai người đang đối thoại với nhau mà nói những cái điều vui vẻ gì, rồi cười rồi buồn đủ thứ dân. Nói chung là rất là khó hiểu về em trai đó. Thì em nào nữa mình sẽ làm một cái video về cái em trai đó, nói về những cái hiện tượng tâm linh và em đã thấy được gì và nói được cái những cái lời gì ở trong căn nhà này. Giờ này cũng rất là trễ rồi, mình cũng xin kết thúc video đây. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo trên những chuyến đi của mình và những chuyến hành trình, những cái câu chuyện tâm linh thực tế nhất. Và cô chú anh chị thấy được những cái điều gì trong video của mình, hãy bình luận và đăng ký lần cho mình biết để mình được mở mang kiến thức thêm ha. Chúc cô chú anh chị một ngày mới an lành, xem video vui vẻ với gia đình. Quấy gì? Này ông bà đang bẻ bông đu đủ á, đực á, để mà làm thuốc hay gì đó. Đấy, gia đình làm quá cho vui. Mình trở lại cái căn nhà. Trời ơi, hát hồng không? Làm gì đó vậy? Làm gì vậy? Hả? Ngồi chơi hả? Rồi sao Thiện vô đó ngồi chơi, không ra ngoài chơi nói mấy anh em vui nè. Thiện rồi ngồi buồn mình vậy đó hả? Mũi cắn rồi sao? Không mũi cắn hả? Thiện cơm chưa? Thiện về nào vậy? Làm gì Thiện? Thiện ơi, Thiện làm gì vậy? Hả? Làm gì? Là sao không có hiểu á? À đi lại là cái miếu hả? Xong vô nhà chơi đi mà vô đây tối rồi vô đây nó... Hả? Ấm hả? Rồi Thiện đi làm về nào vậy? Thì ở bên đó. Ờ. À, bữa nay Thiện đi làm gì? Không làm gì đâu. Sao hôm bữa là Thiện nói Thiện đi bữa đó đi tiếp thôi. À tiếp chân dịch đó hả? Tiếp thôi. Vô nhà chơi đi quay mũi không à? Vô nhà chơi coi. Rồi nãy giờ ngồi Thiện đang nói chuyện với ai vậy? Thiện, nãy giờ nói chuyện với ai vậy? Này, nãy giờ em nói chuyện với ai Thiện? Nãy nghe xì xào mà đi vô không thấy ai chân à? Hả? Mà nói chuyện với ai á? Hả? Nói chuyện với dông hả? Gì ớn với ông? Là đâu có ai đây đâu mà nói chuyện Thiện. Ở đâu Thiện? Thiện nó nói chuyện hay ấn với trời. À Thiện muốn hút thuốc hả? Có. Hay là gần vô đây hút thuốc không? Chứ làm sao? Nãy giờ là mình không thấy bạn nào ở đây chứ nha. Đâu bạn của Thiện đứng ở đâu? Chỗ nào? Nãy giờ mình vô đây các bạn là mình không có thấy ai hết, nhưng mà
nhưng mà Thiện nói là đang nói chuyện với những cái người ở đây á. Nè Thiện, có quẹt hay không? Có hả? Nè, sự vô đây là mình chưa thấy ai luôn cô chú anh chị, nhưng mà tại lý do tại sao mà anh Thiện nói là anh Thiện thấy những cái người ở trong đây á. Rồi sao ở ngoài không chơi mà đi vào đây chơi hả? Ở ngoài buồn hả? Là em thường vô đây chơi hả Thiện? Thiện ơi, là bạn của em nam hay nữ? Sao mà Thiện kiểu giống như là né tránh mình cái gì? Rồi nó mất tiêu rồi. Ôi, sao mà ngồi nấp tôi hoài trời, hôm qua nói chuyện với tôi đi, sao nấp rồi vậy? Thiện, tự nhiên ở đây chắc tối mà gặp ông Thiện ngồi em đây mà gặp là hết hồn luôn trời. Sao mà đi vô đi ra vậy Thiện? Vô nhà chơi đi. Không chịu vô hả? Sao vậy? Giờ này Thiện ăn cơm ăn nước gì chưa? Là ngày thường là Thiện thường thường vào đây để ngồi chơi vậy đó hả? Thiện cứ tự nhiên nói chuyện với bạn đi. Bạn bạn mình đang ngồi đâu Thiện? Thiện ơi, bạn của Thiện đang ngồi đâu? Ở trong đó hả? Mà thật sự ra mình đâu có thấy ai đâu Thiện, sao Thiện nói là ngồi nói chuyện với bạn? Không thấy đâu hả? Chỉ Thiện mới thấy ha. Là Thiện có đôi mắt âm dương nhìn thấy những cái người bạn người âm hả Thiện? Sao thấy mọi người tập trung ở ngoài chơi vui quá nè, không ra chơi hả? Ở đây thì rất là hoang vu của chú. Thì nghe được mẹ em chia sẻ là thường xuyên đi vào đây để mà nói chuyện một mình. À, có một cái cô là dạ, dạ con chào con. Nãy giờ em hỏi em xong ra ngoài chơi mà em nói vô đây chơi vui ở trong nhà nè. Đâu rồi? Đi về con. Đâu rồi? Đâu rồi đi ra đây nè, giao cô Tư cho tiền nè. Trời, bà nó lọt cửa kia, bà Tư kiếm đường này, nó lọt cửa kia rồi bà Tư. Cái gì vậy con? Như mỗi lần lại gần là đi chỗ khác nha. Đi nè, tôi cho tiền nè con. Đi về. Nè, tôi cho tiền nè. Sao vậy? Dạ con. Nè nói nghe nè, ngày mai đi lên chỉnh làm từ thiện nha con. Nghe nói đi mới đi lên giúp đỡ nha. Mọi người rất là quan tâm về em Thiện này, có những cái biểu hiện rất là lạ của chú. Vào buổi tối giống vậy mà em đi vào cái căn nhà hoang này để mà ngồi để trò chuyện với những cái người ở phía trong. Lúc mình hỏi em thì em nói là vào trong nói chuyện với những người bạn ở phía trong cái ngôi biệt thự này, mà sự khi mình vào là mình không thấy ai ở trong đó hết.
nghe em nói chuyện sao mà mình cảm giác mình gợn gợn người sao. Ủa sao chị? Không biết nữa, bữa nãy là lúc nãy anh đi qua, mình đi qua đây á, mình định là ngồi nó mát rồi tự mình gặp cái em trai đó ngồi trong đó mình nói chuyện thì thầm, mình tưởng đâu đang tâm sự với một cái